Các nguyên tố hóa học kết hợp với nhau hình thành nên nhiều phân tử sinh học là các phân tử hữu cơ do sinh vật sống tạo thành, gồm carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid. Chúng có vai trò quan trọng đối với sự sống vì vừa là thành phần cấu tạo, vừa tham gia thực hiện nhiều chức năng trong tế bào. Carbohydrate là phân tử sinh học được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là một phân tử đường đơn có từ 3 đến 7 carbon, phổ biến nhất là 5 đến 6 carbon. Phần lớn carbohydrate có vị ngọt, tan trong nước, một số có tính khử. Tùy theo số lượng đơn phân trong phân tử mà carbohydrate được chia thành đường đơn, đường đôi và đường đa. Đường đơn hay còn gọi là monosaccharide. Trong tế bào có hai loại đường đơn phổ biến là đường 5 carbon gồm ribose và deoxyribose. Các đường này tham gia cấu tạo nucleotide trong phân tử DNA và RNA. Đường 6 carbon gồm glucose, fructose và galactose. Trong tự nhiên, glucose và fructose có nhiều trong các loại quả chín, mật ong. Galactose có nhiều trong sữa động vật. Các loại đường đơn này đều có vị ngọt và dễ tan trong nước. Đường đôi hay còn gọi là disaccharide là do hai phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glycoside, là liên kết được hình thành giữa hai phân tử đường hoặc giữa phân tử đường này và một phân tử khác bằng cách loại bỏ phân tử nước. Trong tế bào có ba loại đường đôi phổ biến là saccharose hay còn gọi là đường mía, gồm một phân tử luco liên kết với một fructose. Saccharose có nhiều trong thực vật, đặc biệt là mía và củ cải đường. Maltose còn gọi là đường mạch nha, được hình thành do hai phân tử đường luco liên kết lại với nhau. Maltose có trong mầm lúa mạch, kẹo mạch nha. Lactose hay còn gọi là đường sữa, gồm một phân tử luco liên kết với một phân tử galacto. Lactose có trong sữa người và động vật. Ba loại đường đôi này đều tan trong nước và có vị ngọt. Đường đa. Cellulose là một loại đường đa có ở thành tế bào thực vật. Cellulose được cấu tạo từ các đơn phân là luco liên kết với nhau bằng liên kết glycoside tạo nên các phân tử cellulose. Các phân tử cellulose lại liên kết nhau bằng liên kết hydro tạo nên các vi sợi cellulose. Các vi sợi cellulose lại liên kết nhau hình thành nên thành tế bào thực vật. Qua đó cho thấy đường đa gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết nhau bằng liên kết glycoside. Chúng có kích thước và khối lượng phân tử lớn. Các loại đường đa phổ biến ở sinh vật gồm tinh bột, cellulose, glycogen, chitin. Chúng đều được cấu tạo từ các đơn phân là luco hoặc dẫn xuất luco. Nhiều loại đường đa không tan trong nước. Carbohydrate là nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, chủ yếu là luco, đồng thời cũng là nguồn năng lượng dự trữ của cơ thể như tinh bột ở thực vật, glycogen ở nấm và động vật. Carbohydrate còn tham gia cấu tạo nên một số thành phần của tế bào và cơ thể sinh vật như cellulose là thành tế bào ở thực vật, chitin là thành tế bào ở nấm và bộ xương ngoài của côn trùng, peptidoglycan là thành tế bào ở vi khuẩn. Một số carbohydrate còn liên kết với protein hoặc lipid tham gia cấu tạo màng sinh chất, kênh vận chuyển các chất qua màng, v.v. Lipid được cấu tạo từ ba nguyên tố chính là carbon, hydro và oxy. Lipid không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Sau các bữa ăn, dầu mỡ sẽ dính nhiều trên bát đĩa nhưng không thể nào rửa sạch bằng nước. Khi đó, chúng ta có thể sử dụng các loại nước rửa chén để loại bỏ những vết bẩn này. Qua đó cho thấy, lipid không tan trong nước do có cấu trúc chứa nhiều liên kết CH không phân cực, nhưng lại tan trong các dung môi hữu cơ như ether, aceton. Dựa vào cấu trúc phân tử, người ta chia lipid thành hai loại là lipid đơn giản và lipid phức tạp. Lipid đơn giản gồm ba loại: mỡ động vật được cấu tạo từ các axit béo no, trong phân tử chỉ có liên kết đơn nên tồn tại ở trạng thái rắn. Dầu ở thực vật và một số loài cá được cấu tạo từ các axit béo không no, trong phân tử có liên kết đôi nên có dạng lỏng. Sự khác nhau về axit béo trong mỡ động vật và dầu thực vật đã dẫn đến nhiệt độ đông đặc mỡ động vật cao hơn so với dầu thực vật. Do đó, trong khẩu phần ăn nên tăng hàm lượng dầu thực vật, giảm mỡ động vật để ngăn ngừa bệnh xơ vữa động mạch. Ở người khỏe mạnh, thành động mạch trơn và dày như nhau,
Tuy nhiên, theo thời gian, lượng lưu thông của cholesterol có thể tăng lượng tích tụ chất béo, còn gọi là mảng xơ vữa. Khi các mảng xơ vữa này tích tụ nhiều, nó sẽ làm cho thành động mạch cứng, hẹp lại và kém linh hoạt. Triệu chứng đó gọi là xơ vữa động mạch. Nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim, đột quỵ thật sự khi lượng xơ vữa làm tắc nghẽn hoàn toàn động mạch. Tổn thương tim khi bị nhồi máu cơ tim tùy thuộc vào độ nghiêm trọng và vị trí tắc nghẽn. Loại lipid đơn giản thứ ba là sáp, có ở mặt trên biểu bì lá, vỏ trái cây, lông chim, thú, xương ngoài của các loài côn trùng. Phospholipid được cấu tạo gồm một glycerol liên kết với hai axit béo và một nhóm phosphat. Trong cấu trúc này, đầu mang nhóm phosphat ưa nước, đuôi mang hai axit béo có tính kỵ nước. Kết quả làm phân tử phospholipid có tính phân cực, một đầu ưa nước và một đuôi kỵ nước và đóng vai trò là thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào. Steroid có cấu tạo gồm phân tử ancol mạch vòng liên kết với axit béo. Một số steroid có trong cơ thể sinh vật như cholesterol, estrogen, testosterone, dịch mật carotenoid và một số vitamin A, D, E, K. Do đó, khi ăn những loại thực phẩm có nhiều loại vitamin A, D, E, K, nên bổ sung thêm một ít dầu ăn hoặc mỡ để tạo môi trường chuyển hóa tốt các vitamin, giúp chúng ta hấp thụ tối đa các dưỡng chất có trong thực phẩm. Vai trò chính của lipid là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể như dầu, mỡ. Ngoài ra, lipid còn là thành phần cấu tạo màng sinh chất như phospholipid, cholesterol, tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý của cơ thể như carotenoid tham gia quang hợp ở thực vật, dịch mật tham gia tiêu hóa, estrogen và testosterone điều hòa sinh sản ở động vật.